Nam chính là Phùng Tư Càn, ướt sũng từng thớ thịt, hỏi người phụ nữ trước mặt là Hàn Khanh rằng mình đã bị lừa chưa, cô có hài lòng không. Hai người quấn quýt bên nhau như vậy, nhưng mỗi người đều có ý đồ riêng của mình. Hàn Khanh thực chất là một chuyên gia xử lý nhân tình chuyên nghiệp, những vụ việc qua tay cô chưa bao giờ thất bại. Một người phụ nữ đưa thông tin của Phùng Tổng cho Hàn Khanh, mục đích của cô lần này là ly hôn với Phùng Tổng để có được nửa tài sản của anh. Hàn Khanh thấy vết thương trên ngực đối phương, đối mặt với người đàn ông bạo lực gia đình, Hàn Khanh quyết không bỏ qua, vì vậy cô đã nhanh chóng đồng ý với dự án này. Phùng Tổng vừa chuẩn bị đi làm ở công ty, trong khi đó Hàn Khanh đã phỏng vấn để trở thành thư ký tổng quản lý của Phùng Tổng, đây cũng chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hàn Khanh và lãnh đạo đã đợi Phùng Tổng tại văn phòng từ sớm, Phùng Tổng ngồi vào vị trí của mình và bắt đầu làm việc. Khi biết Hàn Khanh là thư ký riêng của mình, Phùng Tổng đã thẳng thừng từ chối mà không ngẩng đầu. Dù Hàn Khanh nói gì đi nữa cũng không thể kích thích Phùng Tổng, nhưng Hàn Khanh vẫn không từ bỏ, còn nói rằng mình có thể làm mọi thứ vì mục đích. Đây là lần đầu tiên Phùng Tổng gặp một người phụ nữ cá tính như vậy, cuối cùng anh cũng đồng ý cho Hàn Khanh vào làm. Khi ra về, Phùng Tổng yêu cầu Hàn Khanh trả lại màu son môi. Hàn Khanh đã từng nói với bên thuê mình rằng chỉ cần 3 tháng là có thể xử lý được Phùng Tổng. Hàn Khanh đứng đợi bên cửa nhà vệ sinh chờ Triệu thư ký, khi biết được một tài liệu rất quan trọng cần phải giao cho Phùng Tổng. Hàn Khanh đã dùng một chiếc vòng cổ để hối lộ Triệu thư ký, nhờ cô ta giao tài liệu cho mình, sau đó cô đến văn phòng giao cho Phùng Tổng. Hàn Khanh tỏ ra rất quyến rũ, đúng lúc bút của Phùng Tổng hết mực, Hàn Khanh đã đưa cho anh cây bút mình chuẩn bị sẵn, hai người tuy không chạm vào nhau nhưng có vẻ như đã có tia lửa giữa họ. Hàn Khanh chủ động nói chuyện, bảo rằng đã thuê cô thì nên sử dụng cô. Phùng Tổng hỏi Hàn Khanh có uống rượu không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Hàn Khanh, Phùng Tổng yêu cầu Hàn Khanh tối đó đi cùng mình đến tham dự tiệc rượu. Hàn Khanh đã gọi điện cho người thuê mình trước, người đó nói với cô rằng đừng chủ quan, Phùng Tổng không phải người dễ dàng tin người. Sau đó Phùng Tổng đi tới, Hàn Khanh cũng đi theo anh. Đối tác của Phùng Tổng ban đầu muốn tìm cớ để rời đi, nhưng Hàn Khanh nhanh chóng phát hiện ra bí mật ẩn giấu qua mùi hương trên người anh ta. Đối phương cũng đành phải đồng ý ở lại hợp tác với Phùng Tổng. Lần này, phải nói rằng khả năng nhận dạng người qua mùi hương của Hàn Khanh thực sự rất đáng nể. Phùng Tổng đã uống rượu và cảm thấy hơi choáng váng, Hàn Khanh đã chuẩn bị sẵn sàng và khát vọng mới là con mồi làm người ta gục ngã. Sau khi đưa Phùng Tổng về nhà, Hàn Khanh lén lút chụp lại mọi thứ trong nhà anh, nhưng ngay khi quay đầu lại, cô không ngờ Phùng Tổng đã đứng ngay sau lưng, khiến Hàn Khanh giật mình đến mức đôi giày rơi xuống đất. Hàn Khanh không ngờ rằng Phùng Tổng lại không say rượu, cô cũng không sợ hãi, chỉ là tìm thấy chiếc khuyên tai mình đã để quên trong túi áo của Phùng Tổng. Hàn Khanh cố ý nói rằng trên người Phùng Tổng có mùi cồn nồng nặc, Phùng Tổng thậm chí còn bảo cô lại gần ngửi thử, hai người rất gần nhau. Hàn Khanh cố tình dùng cách này để quyến rũ Phùng Tổng, thậm chí còn phân tích anh ta qua mùi nước hoa rằng bề ngoài kiêu ngạo nhưng thực tế làm việc cẩn thận như đi trên băng mỏng. Phùng Tổng nói rằng bộ quần áo trên người Hàn Khanh không hợp với cô, có thể nói cả hai đều đang thăm dò lẫn nhau. Hàn Khanh còn nói chỉ cần là yêu cầu công việc, cô đều có thể đáp ứng. Sau đó, Phùng Tổng đã nắm lấy cổ Hàn Khanh và nói rằng không có người phụ nữ nào có thể lay chuyển quyết định của anh, rồi đuổi cô đi. Thực ra, chỉ 5 phút trước đó, Hàn Khanh đã cố ý để chiếc khuyên tai vào túi áo của Phùng Tổng và về phần thắng thua của trò chơi này vẫn chưa rõ ràng. Sau đó, Hàn Khanh báo cáo với người thuê mình, nói rằng cách Phùng Tổng xử lý công việc tỉ mỉ hơn cô dự kiến, không thể chê vào đâu được. Người thuê thì đánh giá Phùng Tổng không cao, cho rằng anh là người giả tạo, còn nhắc đến việc Phùng Tổng đã từng bạo lực với họ, bóp cổ họ, từ đó suy đoán Phùng Tổng có thể có xu hướng bạo lực. Người thuê tiếp tục yêu cầu Hàn Khanh nhất định phải tìm được bằng chứng chắc chắn về việc Phùng Tổng ngoại tình. Sau đó, Hàn Khanh mang tài liệu đến nơi Phùng Tổng đề nghị ký tên, nhưng phát hiện trong phòng đã có người đợi sẵn. Hàn Khanh nhận ra người đối diện là Lâm Tổng, và công ty của ông ta cũng là đối thủ cạnh tranh của công ty Phùng Tổng, đồng thời ông cũng là chú của Phùng Tổng. Khi Phùng Tổng vào, anh ta không có thái độ tốt, chỉ hỏi người đến tìm mình có việc gì quan trọng. Vợ của Phùng Tổng tên là Ân Di, cũng chính là người thuê Hàn Khanh. Ân Di nói với cha rằng mình dự định chuyển ra ngoài sống, cha cô hỏi về mối quan hệ của hai người, nhưng Ân Di bảo cha đừng can thiệp vào chuyện của họ. Phùng Tổng và chú đang thảo luận về công việc kinh doanh, Hàn Khanh nhân cơ hội mang cà phê đến nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Lâm Tổng còn nhắc đến chuyện tình cảm giữa ông và Ân Di, Phùng Tổng chỉ lạnh lùng bảo ông ta đừng xen vào. Hàn Khanh tiễn Lâm Tổng ra về, Lâm Tổng cố tình lại gần, Hàn Khanh lùi lại một bước, cô rất thông minh và không nói rằng mình sợ hãi. Ngược lại, cô nói rằng hai người nên giữ khoảng cách thích hợp, Lâm Tổng cũng không thể nói gì thêm mà chỉ có thể rời đi trước. Hàn Khanh trở lại văn phòng, kết quả là gặp Phùng Tổng ở hành lang, Phùng Tổng cũng nhận ra Lâm Tổng có hứng thú với Hàn Khanh thật thông minh. Và cô nói rằng hôn nhân là cả đời của một người phụ nữ, đã chọn thì không thể bỏ cuộc, vì vậy cô cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi lựa chọn cho mình. Hàn Khanh cố tình nói rằng tình yêu quan trọng hơn tất cả, thực chất cô đang thử thách thái độ của Phùng Tổng đối với mình. Cô rất muốn biết những bí mật gì ẩn sau Phùng Tổng, cô còn nói rằng mình có thể giúp đỡ Phùng Tổng. Hàn Khanh từng bước tiến lại gần Phùng Tổng và thậm chí còn thì thầm nói rằng cô có thể giúp anh ẩn náu những mối tình vụng trộm.
nhưng Phùng Tổng lại khuyên cô nên tự giác giữ mình, Hàn Khanh lại cho rằng những thử thách mới là điều cô yêu thích nhất. Phùng Tổng bất ngờ ôm chặt Hàn Khanh vào lòng, nhưng rất nhanh sau đó Hàn Khanh cũng đã giải thoát mình. Phùng Tổng không nói gì, quay người rời đi. Tối hôm đó, Phùng Tổng đưa Hàn Khanh đi tiếp khách, kết quả là Hàn Khanh gặp phải kẻ thù cũ, người đó trực tiếp đánh Hàn Khanh, Hàn Khanh không phải là người yếu đuối. Cuối cùng chồng cô còn bắt cô phải xin lỗi, mặc dù rất miễn cưỡng nhưng cô cũng chỉ có thể làm theo, vì cuối cùng Hàn Khanh biết những bí mật không ai biết về đối phương. Phùng Tổng nhận ra mình thực sự không hiểu Hàn Khanh, cô luôn mang lại cho anh cảm giác khó lường. Hàn Khanh chưa bao giờ cúi đầu trước mặt Phùng Tổng, thậm chí dùng đá lạnh trà qua mặt cũng không hề có phản ứng. Hàn Khanh nhận ra Phùng Tổng và miêu tả của Ân Di hoàn toàn khác nhau, vì vậy cô muốn biết Phùng Tổng thực sự là người như thế nào, đã đến lúc phải sử dụng một số biện pháp. Hàn Khanh nói rằng cô đã biết mối quan hệ giữa Phùng Tổng và vợ anh chỉ còn là danh nghĩa. Sau đó, Hàn Khanh cố ý cởi bỏ quần áo của mình, dần dần quyến rũ Phùng Tổng và thậm chí đã bịt mắt Phùng Tổng. Hàn Khanh dựa vào người Phùng Tổng, anh không nhịn được đã ôm lấy eo Hàn Khanh, nhưng đúng lúc này chuông cửa bất ngờ reo lên. Hàn Khanh để Phùng Tổng xuống và vội vàng chuẩn bị trốn vào phòng. Hàn Khanh còn cố tình quay đầu nhìn Phùng Tổng vài lần và lúc đó cửa đã được mở ra. Lâm Tổng đến và nhìn thấy cái cà vạt trên sàn, liền nghĩ rằng Phùng Tổng chắc chắn đang làm chuyện với người khác. Phùng Tổng lại nói về chuyện công việc. Anh ta đã cướp đi công việc kinh doanh của Lâm Tổng. Lâm Tổng yêu cầu Phùng Tổng đừng lừa dối mình, sau đó liền rời đi. Hàn Khanh sau đó mới bước ra từ phòng. Phùng Tổng nói với Hàn Khanh rằng anh không mong muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai. Hàn Khanh còn nói rằng cô thực sự thích Phùng Tổng, nhưng Phùng Tổng bảo cô giấu tốt cái đuôi cáo của mình, nếu không hậu quả tự chịu. Hàn Khanh cho biết dù hậu quả thế nào cô cũng có thể gánh vác. Hàn Khanh tiếp tục quyến rũ Phùng Tổng. Phùng Tổng dùng tay đẩy cằm Hàn Khanh lên và nói rằng cuối cùng Hàn Khanh cũng không thể chơi trội hơn được mình và bảo Hàn Khanh biến đi. Thực ra, Lâm Tổng không hề rời đi mà đã đứng ngoài cửa nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Sau khi Hàn Khanh rời đi, Phùng Tổng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa chuẩn bị trở lại phòng, không ngờ Lâm Tổng đã đợi sẵn ở cửa từ lâu. Lâm Tổng không ngờ rằng kế hoạch dùng sắc đẹp của Hàn Khanh lại được thực hiện một cách điêu luyện đến thế. Ông ta kéo tay Hàn Khanh nhưng cô đã nhanh chóng giải thoát. Vừa từ chối Lâm Tổng, Hàn Khanh không ngờ Phùng Tổng lại đến. Anh ta lập tức kéo Hàn Khanh ra khỏi vòng tay của Lâm Tổng. Phùng Tổng không ngờ rằng Hàn Khanh đã giăng bẫy đến cả Lâm Tổng. Hai người lại bắt đầu một cuộc đấu trí. Thực ra, Phùng Tổng đã sớm biết Hàn Khanh là chuyên gia giải quyết nhân tình, là người giúp các bà vợ giàu có đối phó với nhân tình. Phùng Tổng đã điều tra về Hàn Khanh từ trước. Hàn Khanh cảm thấy rằng vì Phùng Tổng đã hiểu mình, vậy anh không nên cứu mình lúc nãy. Phùng Tổng đẩy Hàn Khanh vào góc tường, Hàn Khanh vẫn rất khéo léo trong lời nói. Phùng Tổng từ từ tiến lại gần và hôn cô, lần này Hàn Khanh không tránh né. Hàn Khanh cũng đang chờ đợi cơ hội ra tay để một đòn chí mạng. Thực ra, Hàn Khanh đã lắp camera trong phòng từ trước, cảnh hai người hôn nhau đã được Ân Di bên kia nhìn thấy. Bên cạnh Ân Di cũng có một người đàn ông, thực tế hai người họ đã sớm danh nghĩa không còn. Ân Di chỉ muốn bắt được bằng chứng ngoại tình của Phùng Tổng và bây giờ có thể nói là đã có bằng chứng rõ ràng. Ân Di hỏi Hàn Khanh xem công việc có tiến triển gì không, nhưng Hàn Khanh phát hiện ra rằng Phùng Tổng khó đối phó hơn cô tưởng tượng. Ân Di nói rằng cô đã đặt tất cả hy vọng vào Hàn Khanh, nhưng mô tả của Ân Di về Phùng Tổng hoàn toàn trái ngược với cách anh ta biểu hiện, vì vậy chắc chắn có một trong hai người đang nói dối. Hàn Khanh vẫn đang suy nghĩ về việc này, không ngờ cha cô lại nhắn tin đòi tiền, nói rằng ông đã đến sòng bạc và thua cược, cô thậm chí còn không biết mình là thợ săn hay là con mồi. Cha cô liên tục ép cô phải đưa tiền, nếu không sẽ đe dọa cô phải đi vay nặng lãi. Sau khi tắm xong, Phùng Tổng ra ngoài và thấy được bài đăng trên mạng xã hội của Hàn Khanh. Phùng Tổng cũng thấy tin nhắn mà mẹ mình đã gửi cho anh. Phùng Tổng cũng có người mình nhớ nhung. Ngày hôm sau sáng sớm, Hàn Khanh và Phùng Tổng ngồi trong xe không nói một lời. Điện thoại của Hàn Khanh reo lên, nhưng cô không nghe máy. Không ngờ Phùng Tổng lại biết sinh nhật của Hàn Khanh, còn chủ động chúc cô sinh nhật vui vẻ. Hàn Khanh không nghĩ người chúc mình sinh nhật vui vẻ lại là chính mục tiêu của cô. Hàn Khanh nói với Phùng Tổng một tiếng tạm biệt, có lẽ cuối cùng hai người cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa. Thợ săn luôn quan tâm đến rủi ro, Hàn Khanh cũng sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát, vì vậy lần này cô quyết định rút lui trước. Hàn Khanh nói với Ân Di rằng cô không định tiếp tục hợp tác nữa, bản thân cô đến là để cứu vãn hôn nhân của Ân Di. Chỉ là Hàn Khanh không ngờ rằng Ân Di lại quay được video hai người hôn nhau, Ân Di cho rằng Hàn Khanh chỉ muốn thăng chức thành bà Phùng, sau đó đổ một gáo nước lên người Hàn Khanh. Ân Di bắt đầu đe dọa Hàn Khanh, thậm chí còn dùng tính mạng của cha Hàn Khanh để uy hiếp cô và yêu cầu duy nhất của cô ấy là bảo Hàn Khanh giúp mình lấy trộm con dấu. Hàn Khanh không ngờ rằng bản thân lại là người dựng lên cái bẫy nhưng lại sâu đậm trong đó. Khi Hàn Khanh rời đi, cô vô tình làm rơi khuyên tai xuống đất, vì vậy cô quay lại, không ngờ đến bãi đậu xe dưới lòng đất lại thấy Ân Di và một người đàn ông đang ở bên nhau. Hàn Khanh vội vàng ghi lại cảnh hai người thân mật, cô cũng đang suy nghĩ xem Ân Di rốt cuộc đang chơi trò gì. Vào thời điểm đó, Hàn Khanh nhận được cuộc gọi báo rằng công ty có sự cố, hiện đã có rất nhiều phóng viên vây quanh công ty. Hiện tại Triệu thư ký cũng không liên lạc được với Phùng Tổng, Hàn Khanh vội vàng quay trở lại công ty.
Trước khi Phùng Tổng xuất hiện, cô nhất định phải giúp xử lý chuyện này. Vừa vào đến, các phóng viên đã dồn dập hỏi cung Hàn Khanh. Hàn Khanh ngay lập tức đáp trả những câu hỏi của các phóng viên, vì rất nhiều chuyện ngay cả cảnh sát cũng chưa điều tra rõ. Hàn Khanh bình tĩnh không loạn, cô nói rằng Phùng Tổng luôn làm việc nghiêm túc, ai lại tự nâng đá lên chân mình vào lúc công ty sắp niêm yết. Hàn Khanh đeo thẻ làm việc lên cổ, cũng nói rằng mình sẽ sống chết cùng công ty. Các phóng viên đều không còn gì để nói, Hàn Khanh nói rằng cô đã chuẩn bị bữa tối và mời họ ăn trước. Lúc này Phùng Tổng đang ở bệnh viện, anh muốn biết tình hình của những công nhân bị thương. Hàn Khanh biết Phùng Tổng đang ở bệnh viện nên vội vàng đến giúp đỡ. Kết quả là có người từ phía sau cầm một khối gạch ném về phía họ, Phùng Tổng đã che chở cho Hàn Khanh và chính anh là người bị thương. Hàn Khanh không ngờ Phùng Tổng lại sẵn sàng bị thương vì cô, dù biết cô tiếp cận anh có mục đích nhưng anh vẫn cứu cô. Tuy nhiên, vào lúc này Ân Di gửi tin nhắn đe dọa Hàn Khanh phải nhanh chóng hạ thủ với Phùng Tổng, nếu không sẽ dùng cha cô để uy hiếp. Sau khi xuống từ lầu trên, Hàn Khanh vào phòng làm việc của Phùng Tổng để tìm con dấu, vì đó là yêu cầu duy nhất của Ân Di. Trong khi tìm con dấu, Hàn Khanh phát hiện ra Phùng Tổng đã ký kết thỏa thuận ly hôn với Ân Di từ lâu, hóa ra chính cô mới là kẻ ngốc, mỗi phút ở đây khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Hàn Khanh vừa chuẩn bị rời đi, không ngờ Phùng Tổng đã đứng trên lầu nhìn cô. Hàn Khanh không ngờ Phùng Tổng lại tỉnh dậy, vì vậy cô tìm cớ nói là xuống dưới lấy đồ. Khi Phùng Tổng đi xuống từ lầu trên, anh không ngờ cô sẽ vẫn đợi ở đây, Hàn Khanh cảm thấy mình cũng nên ở lại chăm sóc anh vì chính cô mà anh mới bị thương. Ngay khi Phùng Tổng vừa ngồi xuống, Hàn Khanh đã chủ động xin lỗi, cô nói rằng mình đã phát hiện ra Ân Di là người ngoại tình đầu tiên. Cô không nói cho anh biết cũng bởi vì Ân Di đã dùng tính mạng của cha cô để đe dọa. Phùng Tổng muốn Hàn Khanh giúp mình điều tra Kỷ Duy Quân, người bên cạnh Ân Di, Hàn Khanh hỏi anh có điều gì không nói với cô không. Cô muốn biết Phùng Tổng là người như thế nào, cuối cùng là kẻ tồi tệ hay người xấu. Phùng Tổng cho biết bản thân có lẽ chính là người xấu trong miệng của họ, là Ân Di muốn làm kẻ thù với mình. Phùng Tổng nói anh muốn liều một phen, muốn xem Ân Di cuối cùng là người xấu hay người tốt. Ân Di nói rằng cô thật sự không đủ can đảm để cược, Phùng Tổng nói họ có thể là đối tác và Hàn Khanh đã vào cuộc thì không thể thoát ra được. Hàn Khanh nói rằng cô không muốn tham gia vào cuộc chiến của họ, sau đó đã chào tạm biệt Phùng Tổng. Phùng Tổng không thành thật với cô cũng không cần phải dính líu vào một lần nữa. Người bạn thân đã nói với Hàn Khanh rằng cô ấy đã đến một trại và còn cho Hàn Khanh xem ảnh của chồng mình. Ngày xưa Hàn Khanh là người học giỏi nhất, không ngờ Hàn Khanh lại làm nghề này, cô ấy cũng rất xót xa cho Hàn Khanh. Hàn Khanh vốn dĩ có thể có một tương lai tốt hơn, nhưng Hàn Khanh cảm thấy hiện tại mình cũng khá tốt, làm việc giúp dân, không làm gì trái với lương tâm đã là đủ. Người bạn thân hỏi Hàn Khanh có hạnh phúc không, nhưng Hàn Khanh cảm thấy người lớn khó mà nói đến chuyện vui vẻ, kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Kỷ Duy Quân hỏi Ân Di khi nào cô ấy sẽ trao cổ phần cho anh, Ân Di chỉ bảo anh ta đừng nóng vội, sau đó còn khoe chiếc túi sách của mình. Bây giờ chỉ cần đợi Hàn Khanh lấy được bằng chứng ngoại tình của Phùng Tổng, lúc đó cả công ty sẽ là của anh. Hàn Khanh cũng đã uống khá nhiều rượu, cô nói rằng mình chưa say. Hàn Khanh cứ thế nằm trên ghế sofa và bỗng nhiên cô cảm thấy mình nhìn thấy Phùng Tổng. Phùng Tổng từ từ tiến lại gần mình, Hàn Khanh rơi lệ trong sự oan ức. Ngay khi Phùng Tổng quay lưng đi, Hàn Khanh liền tiến lại và ôm lấy anh. Không ngờ, Hàn Khanh lại nhận nhầm người, hóa ra người đó là Lâm Tổng. Tuy nhiên, đúng lúc ông ta chuẩn bị đưa Hàn Khanh đi thì không ngờ Phùng Tổng lại đến. Phùng Tổng hỏi Hàn Khanh có phải đang ở cùng Lâm Tổng không, Hàn Khanh hơi tức giận nên đã thừa nhận. Phùng Tổng nói rằng anh có chuyện quan trọng muốn nói với Hàn Khanh, Lâm Tổng liền rời đi trước. Phùng Tổng không liên lạc với Hàn Khanh trong 3 ngày, Hàn Khanh nói Phùng Tổng đã có vợ rồi, đừng liên quan đến cô nữa. Phùng Tổng còn nói rằng Hàn Khanh chưa câu được cá đã muốn rút lui, nhưng Hàn Khanh bảo Phùng Tổng đừng quản cô. Phùng Tổng rời đi trong sự thất vọng, Hàn Khanh không nói gì thêm, cô nhìn vào điện thoại và thấy toàn là cuộc gọi nhỡ từ Phùng Tổng. Hàn Khanh không còn tâm trạng tiếp tục uống rượu nữa, người bạn thân đến và còn bảo Hàn Khanh nên tìm một người đàn ông đáng tin cậy, lúc này Lâm Tổng lại đến. Người bạn thân tìm cớ để rời đi trước, Lâm Tổng còn cố tình giúp Hàn Khanh vuốt tóc. Nhưng Hàn Khanh đã lấy cớ trời đã muộn để bảo Lâm Tổng về trước, thực ra Hàn Khanh cũng đã thể hiện thái độ của mình, Lâm Tổng đành phải rời đi. Người bạn thân lại đến để tám chuyện, cô ấy còn khuyên Hàn Khanh nên nắm bắt cơ hội. Hàn Khanh ở nhà tỉa cành hoa, lúc này Phùng Tổng bất ngờ gõ cửa, Hàn Khanh do dự mãi cuối cùng vẫn mở cửa. Phùng Tổng hỏi Hàn Khanh có phải Lâm Tổng đã đưa cô về không, Hàn Khanh không trả lời trực tiếp. Phùng Tổng muốn biết những ngày qua Hàn Khanh và Lâm Tổng đã làm gì, không nhịn được, anh ôm lấy Hàn Khanh. Hàn Khanh cũng vòng tay qua cổ Phùng Tổng. Phùng Tổng đầy dục vọng, cởi áo khoác rồi hôn Hàn Khanh, Hàn Khanh đẩy Phùng Tổng ra và nói rằng anh đã say. Phùng Tổng vẫn hôn Hàn Khanh, lần này Hàn Khanh không từ chối. Cuối cùng Hàn Khanh vẫn tát Phùng Tổng một cái và nói rằng họ không thể tiếp tục như thế. Ân Di lần đầu tiên đến công ty, người thư ký thì nhiệt tình đón tiếp. Ân Di lập tức tìm Phùng Tổng, cuối cùng còn hỏi Triệu thư ký xem việc theo dõi Phùng Tổng có kết quả gì không. Triệu thư ký cho biết cảm thấy Hàn Khanh không đơn giản, vì vậy cần tiếp tục theo dõi, Ân Di mới yên tâm rời đi. Hàn Khanh đến văn phòng của Phùng Tổng,
Nhìn vào giá sách phía sau, Hàn Khanh quả nhiên phát hiện con dấu ở đó. Cô vừa lấy được con dấu thì bị Triệu thư ký gọi lại, Hàn Khanh vội vàng giấu nó sau lưng. Sau đó, Hàn Khanh vào nhà vệ sinh gọi điện cho Ân Di nói rằng cô đã lấy được con dấu, còn yêu cầu Ân Di thả cha mình. Ân Di tỏ ra rất vui mừng và nói rằng tối nay gặp mặt. Tối đó, Hàn Khanh gặp Kỷ Duy Quân, hôm nay Ân Di không thể đến nên nhờ anh ta đại diện. Kỷ Duy Quân rót cho Hàn Khanh một ly rượu, anh nói quyết định của mình chính là quyết định của Ân Di. Lần này anh muốn tiếp tục hợp tác với Hàn Khanh, nói rằng mình đã giúp Phùng Tổng, sau này họ sẽ cùng có lợi. Khi đã là cùng có lợi, Hàn Khanh yêu cầu anh ta cũng phải nghe theo sắp xếp của cô, sau đó Hàn Khanh đã đưa con dấu cho Kỷ Duy Quân. Người giúp việc đang dọn dẹp, tiệc tại công ty sắp bắt đầu, Phùng Tổng cũng đã sẵn sàng, hôm nay sẽ có màn kịch hay, Lâm Tổng nói rằng mình đến chỉ để xem kịch. Kỷ Duy Quân đến và tuyên bố chủ quyền, còn nói rằng cổ phần của mình đã sớm vượt qua Phùng Tổng, và Phùng Tổng, vị chủ tịch, cũng nên nhường chỗ. Kỷ Duy Quân đến và tuyên bố quyền lực, nói rằng số cổ phần mình nắm giữ đã vượt qua Phùng Tổng, thêm vào đó là tờ quyết định đã được đóng dấu. Sau đó, Kỷ Duy Quân đã triệu tập mọi người lại và tuyên bố từ hôm nay, anh ta sẽ là thành viên hội đồng quản trị của công ty, mọi người đều rất ngạc nhiên. Phùng Tổng không hề ngạc nhiên, thay vào đó anh nâng cốc mừng, Kỷ Duy Quân tự tin như đã nắm chắc phần thắng, chỉ là không ngờ Phùng Tổng không hề bất ngờ. Phùng Tổng hỏi anh ta được ai bổ nhiệm và con dấu kia lấy ở đâu, lúc này mấy người bảo vệ đến kiểm soát Kỷ Duy Quân và đưa anh ta đi với lý do ăn trộm con dấu. Ân Di đến yêu cầu họ thả người, Hàn Khanh từ trên lầu xuống, với vẻ mặt thích thú xem kịch, Ân Di bảo Kỷ Duy Quân tạm thời im lặng. Ân Di cởi găng tay đi đến trước mặt Hàn Khanh, cô ta tát Hàn Khanh một cái và nói rằng Hàn Khanh đang lừa dối mình, sau đó Ân Di rời đi trước. Sau khi Ân Di rời đi, Hàn Khanh đã kể lại sự việc cho cha của Ân Di, Kỷ Duy Quân muốn trở thành thành viên hội đồng quản trị của công ty. Phùng Tổng nói Hàn Khanh là trợ lý của mình, sau đó cha của Ân Di lấy ra một chồng ảnh và nói rằng Hàn Khanh đã dùng danh nghĩa trợ lý để can thiệp vào chuyện của gia đình Ân, rồi ném những bức ảnh vào mặt Hàn Khanh, khiến cô nhận ra mình chỉ là kẻ ngốc. Mẹ của Ân Di cũng nói với Hàn Khanh rằng đừng can thiệp vào hôn nhân người khác. Phùng Tổng yêu cầu Hàn Khanh hợp tác với mình, chỉ có như vậy mới tìm ra kẻ phản bội để Hàn Khanh có thể giành lại tự do, vì hiện tại Hàn Khanh cũng giống như anh, không thể tự quyết định được. Hàn Khanh ban đầu không muốn tiếp tục xa lầy, nhưng Phùng Tổng cho rằng họ chỉ là những con cờ của gia đình Ân. Chuyện của cha cô ấy cũng có thể tự mình giải quyết, Phùng Tổng yêu cầu Hàn Khanh thử tin tưởng mình. Hàn Khanh đã tiết lộ bí mật của Kỷ Duy Quân cho Phùng Tổng yêu cầu Hàn Khanh từ hôm nay bắt đầu đóng kịch cùng mình, anh sẽ đồng hành cùng cô đến cuối con đường. Hàn Khanh giờ mới nhận ra rằng Phùng Tổng đã luôn đùa giỡn với mình, cô thậm chí còn không biết liệu có nên thực sự tin tưởng anh hay không. Lâm Tổng bất ngờ đứng lên nói rằng Hàn Khanh là người phụ nữ của mình, bên cạnh đó Phùng Tổng cũng rất ngạc nhiên, mắt Hàn Khanh đã đầy nước mắt, chỉ là không ngờ Phùng Tổng lại đã tính cô vào cuộc. Thấy Phùng Tổng và Lâm Tổng sắp cãi nhau, cha của Ân Di đã gọi dừng lại hai người, vợ ông cũng tìm cớ để mọi người tan tành, Hàn Khanh đã một mình rời khỏi nhà họ Ân. Phùng Tổng nhìn theo bóng lưng cô đơn của Hàn Khanh rời đi mà rất là đau lòng, nhưng lại không biết nên nói gì. Vừa đi ra ngoài, Ân Di đã gọi lại Hàn Khanh. Ân Di yêu cầu cô giải thích rõ ràng, Hàn Khanh cho biết mình cũng đã bị Phùng Tổng lợi dụng, Ân Di cũng biết rằng Hàn Khanh đã sâu đậm vào cuộc. Hàn Khanh muốn rút khỏi hợp tác, Ân Di tất nhiên là không đồng ý, nhưng Hàn Khanh nói ra chuyện Ân Di và Phùng Tổng đã ly hôn từ lâu, Ân Di nói cô ấy có thể cho Hàn Khanh nhiều tiền hơn. Lý do Ân Di không tiếc mọi giá là vì Kỷ Duy Quân, nếu cô ấy không giúp Kỷ Duy Quân sẽ bỏ rơi cô ấy. Ân Di thậm chí còn dùng cha của Hàn Khanh để đe dọa, nhưng Hàn Khanh không hề quan tâm, vẫn khẳng định rằng hợp tác giữa họ kết thúc tại đây. Ân Di thực ra cũng giống Hàn Khanh, cả hai đều đang xa lầy, dần quên mất chính mình. Tối hôm đó, Hàn Khanh nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng người đến lại là Phùng Tổng. Phùng Tổng nói rằng Lâm Tổng không thật lòng với cô. Hàn Khanh hỏi Phùng Tổng có thật lòng với cô không, khi cô bị hiểu lầm, Phùng Tổng không giúp đỡ mà còn đến trách cứ cô. Phùng Tổng nói rằng anh đã luôn biết Hàn Khanh là người do Ân Di cử đến, nhưng vẫn dung túng cho cô. Hàn Khanh không muốn lẫn lộn hai chuyện, Phùng Tổng bảo Hàn Khanh nên tin tưởng anh. Ông Ân muốn sử dụng Hàn Khanh để phục hồi hôn nhân của hai người. Ban đầu Phùng Tổng muốn công bố hai người đã sớm ly hôn, nhưng anh không biết rằng Hàn Khanh đã sớm biết tất cả mọi chuyện. Giữa hai người từ đầu chỉ là mối quan hệ sử dụng lẫn nhau, chưa bao giờ thực sự tin tưởng đối phương. Hàn Khanh bảo Phùng Tổng về sớm, sau đó chuẩn bị tiễn khách. Phùng Tổng hỏi Hàn Khanh liệu cô có bao giờ thật lòng với mình không? Hàn Khanh cảm thấy điều này có phần châm biếm, bởi Phùng Tổng bây giờ cũng khó tự bảo vệ mình. Hàn Khanh tiễn khách, yêu cầu Phùng Tổng rời đi. Phùng Tổng lại hỏi Hàn Khanh liệu cô có thật lòng với mình không? Hàn Khanh lại nói rằng anh chỉ là khách hàng của cô không hề có chút tình cảm thật lòng nào với khách hàng. Phùng Tổng lấy ra bản hợp đồng ủy thác, nói rằng anh đã từng hứa sẽ giúp Hàn Khanh thoát khỏi sự kiểm soát của Ân Di và bây giờ anh đã làm được điều đó. Phùng Tổng hỏi Hàn Khanh liệu đây có phải là điều cô muốn không? Khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Hàn Khanh, Phùng Tổng chỉ có thể rời đi trong sự thất vọng. Hàn Khanh kìm nén nước mắt không để rơi trước mặt Phùng Tổng. Trái tim cô cũng đau đớn,
Nhưng đối mặt với tình cảm này, nếu chỉ yêu tiền thì cô sẽ không mất kiểm soát. Hàn Khanh vì luôn bị cha Ân Di dùng tính mạng của cha mình để đe dọa nên mới nói ra lời không lòng, từ bỏ Phùng Tổng. Hàn Khanh cũng rời khỏi công ty, Triệu thư ký đã kể lại sự việc này cho Ân Di, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Ân Di cảm thấy nếu như cô không thể có được điều mình muốn, cũng không để Hàn Khanh yên. Vừa ra khỏi công ty, Hàn Khanh đã bị một nhóm nhân tình chặn lại, giờ đây không còn chỗ dựa, họ mắng nhiếc Hàn Khanh, còn nói cô không có Phùng Tổng thì chẳng là gì cả. Phùng Tổng nhận được điện thoại biết Hàn Khanh gặp rắc rối nên vội vã đến giúp đỡ. Phùng Tổng nhìn vào lá đơn từ chức và thẻ làm việc mà Hàn Khanh để lại, lúc này Lâm Tổng đến, Lâm Tổng còn cười nói rằng Hàn Khanh sẽ theo mình và trở thành người phụ nữ của mình. Lâm Tổng mỉa mai Phùng Tổng một hồi, Phùng Tổng bảo Lâm Tổng nên quản lý tốt mớ hỗn độn của mình trước, Lâm Tổng tìm cớ rời đi. Phùng Tổng nhận được cuộc gọi từ trợ lý thông báo rằng Hàn Khanh gặp rắc rối, anh vội vã đến nơi. Tuy nhiên, Hàn Khanh cầm điện thoại nói rằng mình chưa bao giờ làm gì trái pháp luật, nhưng họ vẫn bắt lấy cớ Hàn Khanh xen vào cuộc hôn nhân của Phùng Tổng để đánh cô. Kết quả Phùng Tổng kịp thời đến và nói rằng mặc dù Hàn Khanh đã nộp đơn từ chức, nhưng anh chưa đồng ý, vì vậy Hàn Khanh vẫn là nhân viên của mình, những người phụ nữ khác tức giận bỏ đi. Phùng Tổng hỏi Hàn Khanh có điều gì muốn nói không, Hàn Khanh hỏi Phùng Tổng liệu có ai bắt nạt cô anh có bảo vệ không. Phùng Tổng còn nói sẽ cho Hàn Khanh danh phận bà Phùng, Hàn Khanh nghĩ rằng Phùng Tổng đang đùa, Phùng Tổng đã trực tiếp hôn Hàn Khanh. Hàn Khanh không ngờ Phùng Tổng lại hôn mình, cô không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể lặng lẽ xin lỗi Phùng Tổng. Phùng Tổng nhìn Hàn Khanh, thực ra vì Hàn Khanh mà anh cũng đã ký kết hợp đồng bất bình đẳng với ông Ân. Lâm Tổng gửi tin nhắn cho Ân Di, bây giờ Kỷ Duy Quân sắp phải vào tù, liệu cô không làm gì sao? Sau khi về nhà, Hàn Khanh suy nghĩ về những lời Phùng Tổng đã nói, trong cuộc sống, tình yêu luôn là thứ nhạt nhòa nhất, nhưng lần này, cô thực sự phải nói lời tạm biệt với Phùng Tổng. Hàn Khanh nhận được cuộc gọi từ người bạn thân mới biết mình đã lên hot search, bức ảnh cô và Phùng Tổng hôn nhau bất ngờ được đăng tải trên mạng. Rất nhanh sau đó Hàn Khanh đã bị một nhóm phóng viên vây kín, đúng lúc này Lâm Tổng xuất hiện và đã đưa cô đi. Lâm Tổng còn nói rằng mình đã tìm được địa chỉ IP của người chủ mưu và người này cũng là người Hàn Khanh biết. Lâm Tổng nói rằng chuyện này là do Hàn Khanh gây ra cho mình. Tuy nhiên, người đăng tải thông tin lại chính là Ân Di. Hàn Khanh hy vọng Ân Di bỏ qua cho mình, nhưng Ân Di lại nói rằng cô xứng đáng bị như vậy, việc tìm đến cô là một sai lầm lớn. Cổ phần của nhà Ân đã được giao cho Phùng Tổng, tại sao họ vẫn không tha cho mình? Mình chỉ là bà Phùng danh nghĩa đã đành, giờ còn muốn làm tổn thương người mình yêu. Ân Di nói rằng Phùng Tổng đã yêu Ân Di và đã tìm gặp cha của Ân Di 5 ngày trước và bày tỏ rằng vì Hàn Khanh mà anh sẵn sàng trở thành bù nhìn trong công ty. Ân Di hoàn toàn điên rồi, cô ấy nghĩ rằng Phùng Tổng vì Hàn Khanh mà cũng không cần công ty nữa, sau đó cầm dao hoa quả lao về phía Hàn Khanh đâm. Không ngờ Phùng Tổng kịp thời xuất hiện ngăn cản Ân Di, nhưng mặt Phùng Tổng cũng bị cào xước. Phùng Tổng đi thẳng đến bên cạnh Ân Di bị dọa sợ, Phùng Tổng cảnh báo Ân Di đừng động vào Hàn Khanh, sau đó kéo Hàn Khanh rời đi. Hàn Khanh không ngờ Phùng Tổng vì mình lại làm rất nhiều việc, Hàn Khanh lấy hộp thuốc ra để giúp Phùng Tổng xử lý vết thương, Phùng Tổng nhìn Hàn Khanh. Ánh mắt Phùng Tổng nhìn Hàn Khanh cũng trở nên mơ hồ, dù hai người không nói nhiều lời, nhưng thực ra cả hai đều thích nhau. Hàn Khanh hỏi Phùng Tổng tại sao lại giúp đỡ mình, Phùng Tổng kể rằng bố mẹ mình qua đời sớm, bản thân trở thành con cờ của nhà giàu. Kết hôn cũng chỉ là bình phong, chỉ là muốn sử dụng mình để giúp quản lý công ty, nhưng Ân Di chưa bao giờ thực sự thích mình, tất cả chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Phùng Tổng ném chiếc nhẫn xuống bàn, Hàn Khanh chủ động xin lỗi Phùng Tổng, dù biết rằng Hàn Khanh đã lừa dối mình. Nhưng chưa kịp để Phùng Tổng nói hết câu, Phùng Tổng đã nói rằng có lẽ anh đã yêu Hàn Khanh từ lâu. Phùng Tổng không kìm được đã hôn Hàn Khanh, lần này Hàn Khanh không từ chối. Cuối cùng Hàn Khanh cũng thua trước Phùng Tổng, hai người hoàn toàn quấn quýt trên giường và cuối cùng Hàn Khanh cũng bị Phùng Tổng chinh phục. Mặt khác, Phùng Tổng vẫn tìm đến Ân Di và nói rằng cô suýt làm hỏng chuyện lớn, Phùng Tổng vì Hàn Khanh mà chịu đau đớn khi bị đâm, cảm giác đó chắc chắn rất đã. Thực ra, Phùng Tổng đã biết Ân Di mang thai và đứa bé là của Kỷ Duy Quân. Phùng Tổng nói rằng anh có thể giúp cô ta cứu Kỷ Duy Quân ra, nhưng anh cũng có điều kiện của mình. Ban đầu, Ân Di còn chửi Phùng Tổng là một con chó, nhưng dù là một con chó, Phùng Tổng vẫn sống tốt hơn Ân Di và Kỷ Duy Quân. Yêu cầu duy nhất của anh ấy là bắt Ân Di phải xóa những bài đăng bôi nhọ Hàn Khanh trên mạng, sau đó hợp tác tổ chức một cuộc họp báo và bắt Kỷ Duy Quân rời khỏi Giang Thành, họ sẽ chính thức công bố tin tức ly hôn của hai người vào ngày mai. Sau khi nói xong, Phùng Tổng đã rời đi. Lần này, Ân Di chỉ có thể thỏa hiệp. Ân Di cùng Phùng Tổng tham dự cuộc họp báo, Ân Di nói rằng hôm nay cô có điều muốn thông báo. Video và hình ảnh trên mạng là do cô tự ghép, Hàn Khanh cũng không xen vào cuộc hôn nhân của hai người, cũng không phải là kẻ thứ ba. Ân Di đổ mọi trách nhiệm lên đầu mình, Phùng Tổng cho biết lý do lúc đó anh không làm rõ là vì cái giả không thể thành thật. Nhưng anh không phản bác cũng không ngờ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của mình. Phùng Tổng định thông báo chuyện ly hôn của hai người, nhưng không ngờ Ân Di lại đứng lên nói rằng họ đã có con, điều này Hàn Khanh dưới khán đài cũng không hề nghĩ đến.
Hàn Khanh nhìn vào hình ảnh siêu âm của đứa trẻ, cuối cùng cô nhận ra mình đã tin nhầm người. Hàn Khanh đau khổ rời khỏi công ty. Phùng Tổng đã kéo Ân Di đi, Hàn Khanh cũng không biết mình nên đối mặt như thế nào tiếp theo. Phùng Tổng không ngờ rằng Ân Di lại nói lung tung trong cuộc họp báo. Ân Di nói rằng không chỉ muốn Kỷ Duy Quân trở về bên cạnh mình mà còn muốn Phùng Tổng trở thành cha của đứa con mình, thậm chí cô còn dùng Hàn Khanh để đe dọa. Phùng Tổng nghe thấy Ân Di định động thủ với Hàn Khanh liền rất tức giận. Rất nhanh, các phóng viên lại đến, Phùng Tổng vì bảo vệ Hàn Khanh đành phải miễn cưỡng diễn kịch với Ân Di. Ân Di còn giả vờ như rất yêu Phùng Tổng, nhưng Phùng Tổng cảm thấy nhìn cô ấy như vậy rất ghê tởm. Hàn Khanh nhận được tin nhắn từ Phùng Tổng, bảo cô chờ anh, sau đó anh sẽ giải thích cho Hàn Khanh một cách thỏa đáng. Đúng lúc Hàn Khanh đang chờ Phùng Tổng, không ngờ Lâm Tổng lại xuất hiện và còn cho cô xem video trực tiếp. Lúc này Phùng Tổng đang ở cùng Ân Di, tự nhiên không thể đến được. Hàn Khanh ném điện thoại cho Lâm Tổng, Lâm Tổng cũng bày tỏ sự sẵn lòng đợi cùng Hàn Khanh. Hàn Khanh rất ngạc nhiên không biết từ khi nào Lâm Tổng lại quan tâm đến mình. Lâm Tổng nói chỉ cần có người cạnh tranh với mình, anh ta sẽ không bao giờ thua. Sau đó, Lâm Tổng cũng mời Hàn Khanh đi ăn cùng mình và Hàn Khanh đã đồng ý bởi vì cuối cùng Phùng Tổng cũng không đến được. Lâm Tổng dẫn Hàn Khanh đến hầm rượu của mình, ông ta đặc biệt rót cho Hàn Khanh một ly rượu. Lâm Tổng còn nói rằng vì Phùng Tổng không thể bảo vệ Hàn Khanh, nhưng mình có thể làm điều đó. Lúc đó Hàn Khanh có thể trở thành bác của Phùng Tổng, còn Lâm Tổng chỉ cần có được Hàn Khanh là có thể nắm giữ cả công ty. Hàn Khanh nói rằng bản thân cô không quan trọng như vậy, cũng coi như đã từ chối Lâm Tổng. Thấy Hàn Khanh sắp rời đi, Lâm Tổng liền cho Hàn Khanh xem tin tức về việc đứa trẻ của Ân Di sẽ nối nghiệp cha sau này. Cũng hy vọng Hàn Khanh có thể nhìn rõ thực tế, cô luôn đòi lại công bằng cho người khác nhưng chưa bao giờ đòi lại cho mình. Lần này Hàn Khanh đã đồng ý với Lâm Tổng. Phùng Tổng tìm người điều tra và bây giờ có thể xác định rằng Hàn Khanh đã cùng Ân Di rời đi. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Phùng Tổng thấy Lâm Tổng lại đang cùng với Hàn Khanh. Lâm Tổng chờ đến khi mọi người tới nơi rồi tuyên bố anh và Hàn Khanh sẽ kết hôn vào tuần sau. Lúc này Ân Di cũng đến, Ân Di tự nhiên nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Hàn Khanh tuyên bố họ sẽ yêu thương nhau như Phùng Tổng và Ân Di. Ân Di nói rằng danh tính của Hàn Khanh hoàn toàn không phù hợp để trở thành bác của mình. Lúc này, Hàn Khanh cố ý làm nũng nói rằng mình đói, còn muốn Phùng Tổng đi ăn cùng mình. Cha của Ân Di cũng mời họ cùng đi ăn. Khi gặp Hàn Khanh, Phùng Tổng nói rằng Lâm Tổng chỉ đang cố tình lợi dụng cô, nhưng Hàn Khanh bây giờ cũng không quan tâm nữa. Phùng Tổng nói rằng mình đã đi tìm Hàn Khanh hôm qua, Hàn Khanh tự nhiên cũng rất tức giận. Phùng Tổng chưa bao giờ đặt mình làm ưu tiên hàng đầu, cô cũng không cần phải coi trọng Phùng Tổng. Lúc này, Lâm Tổng đang đứng phía sau quan sát cuộc trò chuyện của hai người, Hàn Khanh lập tức rời đi. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Hàn Khanh xuống dưới và chào đón sự đến của mọi người. Hàn Khanh vừa lấy một món tráng miệng, sau đó còn cố ý cho Lâm Tổng ăn. Khi thấy điều này, Hàn Khanh cũng yêu cầu Phùng Tổng lấy cho mình, dù Phùng Tổng không muốn nhưng cũng cố tình chọc tức Hàn Khanh. Lúc này, cha của Ân Di đến hỏi xem sự việc đã được xử lý thế nào. Kết quả Phùng Tổng nói rằng đã điều tra được người lái cần cẩu trước đó đã nhận 1 triệu và sau đó tài xế đã biến mất. Lúc này, Lâm Tổng có vẻ mặt hơi khác thường, vì sự việc đã có giải pháp, cha của Ân Di cũng coi như yên tâm. Ông còn nói trước khi kết toán cuối năm của công ty phải xử lý tốt sự việc, nhưng trước đó cần phải yêu cầu nhân sự từ Lâm Tổng. Ban đầu Lâm Tổng không muốn đồng ý, nhưng Phùng Tổng cố tình nói rằng lúc đó là Hàn Khanh đã xử lý tốt việc này, Ân Di cũng bày tỏ sự không đồng ý của mình. Cuối cùng Hàn Khanh cũng đã đồng ý. Lâm Tổng thực sự lần đầu tiên thấy Phùng Tổng như vậy, Hàn Khanh cảm thấy rằng Lâm Tổng hôm nay đưa mình đến nhà Ân Di chắc chắn cũng có mục đích khác. Cũng là muốn sử dụng mình để thỏa mãn ý muốn chiến thắng của bản thân, vì muốn thắng Phùng Tổng, Lâm Tổng đã nghĩ ra đủ mọi cách. Hàn Khanh cũng biết như vậy Lâm Tổng chắc chắn muốn có được điều gì đó. Quả nhiên, Lâm Tổng muốn giành lại công ty từ tay Phùng Tổng. Hàn Khanh cũng đã đồng ý, nhưng điều kiện duy nhất là phải để cô rời đi. Lâm Tổng uống rượu xong bắt đầu muốn sàm sỡ Hàn Khanh. Hàn Khanh đã nhiều lần giằng co, Lâm Tổng vẫn không chịu buông tay. Trong cơn tức giận, Hàn Khanh lấy chai rượu đỏ trên bàn ném vào Lâm Tổng và nói rằng trong thời gian này cô sẽ ở yên một chỗ, cũng hy vọng Lâm Tổng sẽ giữ lời hứa. Ngày hôm sau, Hàn Khanh đến công ty làm việc, Phùng Tổng cũng sai người đến đo kích thước, chỉ để tặng nhẫn cho Hàn Khanh. Hàn Khanh còn bảo Phùng Tổng gọi mình là bác, Phùng Tổng đã lập tức chọn một chiếc nhẫn kiểu cổ điển. Lúc này, Phùng Tổng nhận được điện thoại biết người đã được tìm thấy, dù Hàn Khanh không nói ra nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng cho Phùng Tổng. Phùng Tổng đến hỏi người kia xem chuyện công trường có phải do họ làm không, đối phương ban đầu có vẻ không quan tâm, nhưng dưới sự đe dọa của Phùng Tổng, người đó đã nói ra chỗ giấu máy ghi âm. Phùng Tổng cho biết với thủ đoạn của đối phương, họ tự nhiên sẽ không để yên cho họ. Đối phương nói rằng trước đây đã từng nhặt được một chiếc USB nhưng đã giao cho anh họ, Phùng Tổng nói rằng họ phạm sai lầm thì phải trả giá. Ngay khi Phùng Tổng vừa rời đi, đối phương đã gọi điện cho anh họ nói rằng mọi thứ đã bị Phùng Tổng lấy đi. Lâm Tổng cũng gọi điện cho Hàn Khanh. Hàn Khanh đã nói cho Lâm Tổng biết vị trí của Phùng Tổng. Lâm Tổng nói rằng thương trường như chiến trường, vì vậy lần này Phùng Tổng chắc chắn đã chết chắc.
Hàn Khanh vội vàng tìm kiếm khắp nhà Lâm tổng, quả nhiên phía sau một bức tranh cô tìm thấy sổ sách ghi chép. Tuy nhiên vừa gửi tin nhắn cho Phùng tổng thì lại nghe tin anh ta gặp tai nạn xe hơi. Nhưng lúc này, Lâm tổng cũng đã về nhà, anh ta đã sớm biết Hàn Khanh và Phùng tổng cố tình gây mâu thuẫn chỉ để có thể nhanh chóng lấy được sổ sách. Lâm tổng thực ra đã sớm biết mục đích của Hàn Khanh tiếp cận mình, nhưng Phùng tổng cảm thấy Hàn Khanh đã chạm đến lợi ích của mình. Hàn Khanh đã đánh Lâm tổng cũng nhận ra Phùng tổng rất quan trọng đối với Hàn Khanh. Phùng tổng lúc này đang nằm trong bệnh viện, đột nhiên máy theo dõi tim dừng lại, tim Phùng tổng đã ngừng đập. Hàn Khanh hiện đang bị Lâm tổng giam giữ trái phép, nhưng Lâm tổng vẫn khăng khăng rằng Hàn Khanh bây giờ là bà Lâm. Hàn Khanh chỉ muốn biết tình hình của Phùng tổng thế nào. Lâm tổng uống một ly rượu và lạnh lùng nói rằng Phùng tổng đã chết. Hàn Khanh cảm thấy Lâm tổng đã điên, cô phải tự tìm cách cứu mình. Sau đó cô thực sự đã tìm thấy một căn phòng bí mật trong hầm rượu, nhưng Lâm tổng lại không biết điều đó. Lâm tổng đã giúp cha của Ân Di soạn sẵn di chúc, chỉ là muốn lúc đó chiếm lấy toàn bộ công ty. Phùng tổng hiện vẫn đang hôn mê tại bệnh viện, nhưng họ có thể sử dụng Phùng tổng để kiểm soát Hàn Khanh. Hàn Khanh đã thành công trốn thoát khỏi hầm rượu, nhưng không biết rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Lâm tổng. Lâm tổng cố ý để Hàn Khanh trốn thoát để họ có thể dễ dàng hành động. Hàn Khanh vừa ra ngoài tưởng mình đã gọi được taxi, vô tư lên xe, nhưng không ngờ tài xế lại là Kỷ Duy Quân. Kỷ Duy Quân đã đưa Hàn Khanh đến một nhà máy bỏ hoang và kiểm soát cô. Hàn Khanh không biết anh ta định làm gì. Kỷ Duy Quân nói rằng anh ta muốn hạn chế Phùng tổng. Lâm tổng hiện đang cố gắng giành lại cổ phần của cha Ân Di. Phùng tổng cũng đã trốn khỏi bệnh viện, nếu không họ đã giải quyết Phùng tổng từ lâu. Hàn Khanh cảm thấy Phùng tổng chắc chắn sẽ không đến cứu mình, còn bảo Kỷ Duy Quân đừng phí công tổn sức. Kỷ Duy Quân vừa chụp xong bức ảnh Hàn Khanh định gửi cho Phùng tổng, không ngờ Phùng tổng đã nhanh chóng đến nơi. Phùng tổng đá Kỷ Duy Quân một cú rồi cùng Hàn Khanh nhanh chóng trốn thoát. Kỷ Duy Quân bò dậy và tiếp tục đuổi theo họ, tay vẫn cầm vũ khí. Ân Di đột nhiên nhận được tin nhắn từ Phùng tổng thông báo đã tìm thấy Kỷ Duy Quân. Ân Di vốn rất yêu Kỷ Duy Quân, vì vậy đã bỏ mọi thứ để vội vàng đến nhà máy bỏ hoang tìm Kỷ Duy Quân. Kỷ Duy Quân vẫn đang đuổi theo Phùng tổng và Hàn Khanh. Khi Ân Di thấy Kỷ Duy Quân liền chạy đến ôm anh ta, nhưng Kỷ Duy Quân đã đẩy Ân Di ra. Ân Di đau bụng dữ dội, nằm trên đất và miệng nói về đứa bé. Kỷ Duy Quân mới sực nhận ra rằng Ân Di đã mang thai. Phùng tổng lợi dụng cơ hội đánh Kỷ Duy Quân một trận, Ân Di đã bắt đầu chảy máu ở vùng chậu. Cô vô cùng sợ hãi, có thể đứa bé đã không thể giữ được nữa. Ân Di ngất xỉu tại chỗ. Ân Di đã hoàn toàn thất vọng về Kỷ Duy Quân. Phùng tổng và Hàn Khanh đã đưa cô đến bệnh viện. Một cấp dưới thông báo với Phùng tổng rằng Kỷ Duy Quân đã bị bắt và đã thừa nhận mọi chuyện này là kế hoạch của anh ta và Lâm tổng. Ban đầu họ muốn sử dụng đứa bé trong bụng Ân Di để đe dọa Phùng tổng, nhưng họ không biết rằng đứa bé đó là con của chính mình. Ân Di rất đau lòng, không ngờ rằng đứa con của mình lại bị chính cha đẻ là Kỷ Duy Quân hại chết. Phùng tổng dẫn Hàn Khanh đi ra ngoài, Hàn Khanh vẫn đang nói rằng Phùng tổng đã lắp định vị trên người cô, nên có thể tìm thấy cô kịp thời. Thực tế Phùng tổng cũng đã sớm phát hiện ra xe có vấn đề, nên đã dừng xe lại. Khi hai người vừa chuẩn bị rời đi, Lâm tổng đã đến và còn cố tình đẩy trách nhiệm lên đầu Hàn Khanh, có thể nói Lâm tổng vô liêm sỉ đến cực điểm. Phùng tổng cũng bảo Lâm tổng đừng vươn tay quá dài, nhưng Lâm tổng lại cho rằng hiện tại Ân Di và lão gia đều đứng về phía mình, nên anh ta chắc chắn sẽ có được công ty. Đúng lúc này, Lâm tổng nhận được cuộc gọi thông báo rằng lão gia đã được chuyển đi. Lâm tổng vẫn muốn đưa Hàn Khanh đi cùng, nhưng hiện tại Hàn Khanh tự nhiên là không sẵn lòng rời đi cùng anh ta. Điều duy nhất Hàn Khanh lo lắng bây giờ là cha cô vẫn còn trong tay Lâm tổng. Phùng tổng bảo Hàn Khanh đừng lo lắng, vẫn còn anh ở đây. Trong thời gian này, Lâm tổng vẫn đang thu thập cổ phiếu rải rác, mặc dù lão gia đang ở trong tay họ. Nhưng lão gia đã trao toàn bộ cổ phần cho con gái là Ân Di, hiện tại cổ phần của Phùng tổng và Lâm tổng ngang nhau, tiếp theo sẽ phụ thuộc vào Ân Di. Lúc này, Hàn Khanh nhận được tin nhắn từ Ân Di nói rằng Phùng tổng gặp rắc rối lớn và hiện tại chỉ có cô mới có thể giúp Phùng tổng. Cha của Hàn Khanh đã được chuyển ra nước ngoài, hiện tại đã rất an toàn, mục đích duy nhất của Ân Di là để Hàn Khanh rời xa Phùng tổng, cô ấy cũng sẽ chuyển toàn bộ cổ phần cho Phùng tổng. Ân Di muốn sử dụng cách này để tái chiếm được Phùng tổng, trước kia Hàn Khanh vì Kỷ Duy Quân thậm chí đã phá hủy Phùng tổng. Kể từ chuyện của Kỷ Duy Quân, Ân Di mới nhận ra tình yêu trước mặt tiền bạc không đáng một xu. Kỷ Duy Quân đã vào tù và nếu Hàn Khanh không đồng ý, Ân Di sẽ phanh phui tất cả các scandal. Lâm tổng và Hàn Khanh cùng nhau đi dạo, anh ta còn nói rằng mình đã từng tưởng tượng về không biết bao nhiêu buổi chiều như thế này, chỉ mong muốn có thể luôn ở bên cạnh Hàn Khanh. Hàn Khanh mới biết từ miệng Lâm tổng rằng hóa ra anh ta và Kỷ Duy Quân là một phe, thậm chí còn khiến Ân Di mất đi đứa con. Lâm tổng cũng nói rằng trong lòng mình luôn có Hàn Khanh. Hàn Khanh cảm thấy Lâm tổng trước mắt đã hoàn toàn điên rồi. Lâm tổng dùng mạng sống của cha Hàn Khanh để đe dọa, anh ta đưa cho Hàn Khanh một chiếc USB và yêu cầu cô cắm vào máy tính của Phùng tổng. Vào buổi tối, Hàn Khanh ác mộng thấy Lâm tổng đánh Phùng tổng đầy máu. Hàn Khanh hoảng sợ vội gọi điện cho Phùng tổng nhưng điện thoại không liên lạc được, cô vội vã đi tìm Phùng tổng, thấy anh an toàn mới yên lòng.
Nhưng hiện tại Phùng Tổng lại bị ông Ân dọa, bảo anh không được ly hôn với Ân Di, nếu không tất cả mọi thứ sẽ không còn thuộc về anh. Khi Phùng Tổng thấy Hàn Khanh đến tìm mình, không kìm được đã hôn cô, hai người ôm nhau nhưng trong lòng mỗi người vẫn có nỗi đau riêng. Đến bây giờ, Phùng Tổng vẫn không muốn bị cha con Ân Di kiểm soát, Hàn Khanh nhìn thấy Phùng Tổng cố gắng như vậy mà rất xót xa. Hàn Khanh thấy anh ấy vẫn đang bận rộn nên đã quyết định về nhà trước. Phùng Tổng chỉ nói với Hàn Khanh rằng anh nhớ cô, nhưng Hàn Khanh không biết phải trả lời thế nào. Hàn Khanh đã gọi điện cho Ân Di để yêu cầu gặp mặt và Ân Di cũng đã đồng ý lúc đó. Ngày hôm sau, Phùng Tổng đột nhiên không liên lạc được với Hàn Khanh, Ân Di cũng đến và nói rằng Hàn Khanh đã rời đi. Hàn Khanh tối hôm qua đã nói với Ân Di rằng cô ấy và Phùng Tổng không thuộc về cùng một thế giới, có lẽ cô ấy cũng nên trở lại vị trí thuộc về mình. Đây cũng là lần đầu tiên hai người có thể nói chuyện tử tế với nhau. Ân Di cũng nói với Hàn Khanh rằng sau này cô ấy sẽ không có con được nữa. Thực tế dù Ân Di đã cho Phùng Tổng toàn bộ cổ phần, vị trí hiện tại của Phùng Tổng vẫn chưa ổn định. Phùng Tổng vì Hàn Khanh mà nói sẽ ly hôn với cô ấy. Ân Di vì thiếu thốn tình yêu từ nhỏ nên dù biết Kỷ Duy Quân đang lợi dụng mình, cô ấy vẫn không thể không yêu anh ta. Hàn Khanh không muốn Phùng Tổng khó xử nên đã chọn cách rời đi. Đây cũng là cách duy nhất cô có thể giúp Phùng Tổng. Phùng Tổng vẫn liên tục gọi điện cho Hàn Khanh nhưng dù thế nào cũng không liên lạc được. Lâm Tổng tức giận xông vào hỏi Phùng Tổng đã giấu Hàn Khanh ở đâu. Phùng Tổng cũng rất tức giận và hỏi lại Lâm Tổng đã đe dọa Hàn Khanh chuyện gì. Lâm Tổng bây giờ đã hoàn toàn điên rồi, còn nói nếu ai làm mình đội sừng thì sẽ giết họ. Phùng Tổng yêu cầu cấp dưới tìm kiếm khắp nơi Hàn Khanh, nhưng tất cả những nơi có thể tìm đã được tìm qua và vẫn không thấy bóng dáng Hàn Khanh. Cấp dưới nghi ngờ có thể là ai đó đã bày mưu, dù sự việc này có ai đó cản trở hay không, Phùng Tổng dù thế nào cũng phải tìm thấy Hàn Khanh. Trong khi đó, Hàn Khanh đã ẩn náu tại nhà và không hề ra ngoài. Vài ngày sau cô bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Có lẽ chỉ có sự ra đi của mình mới có thể tránh được một cuộc đấu tranh. Phùng Tổng nhận được cuộc gọi từ Ân Di, anh đã trốn tránh không gặp Ân Di. Ân Di nói rằng cô biết nơi Hàn Khanh đang ở, nhưng điều kiện là Phùng Tổng phải đồng ý một việc. Lâm Tổng đã mời các cổ đông công ty đi ăn, giờ đây anh ta nắm quyền lực lớn, dù là công ty hay phụ nữ đều phải thuộc về mình. Anh ta thực sự nắm giữ bí mật của tất cả các cổ đông, sử dụng điều này để đe dọa họ đứng về phía mình. Lâm Tổng đã ép buộc họ phải chuyển nhượng cổ phần cho mình, mọi người không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý theo. Giờ đây Lâm Tổng đã nắm chắc phần thắng. Phùng Tổng không biết Hàn Khanh đang ở đâu, anh nhớ Hàn Khanh rất nhiều, Phùng Tổng đã ngủ trên bàn suốt một đêm. Phùng Tổng nhận được cuộc gọi từ cấp dưới cho biết Lâm Tổng đã bắt đầu hành động, lúc này ông ta đang tổ chức cuộc họp cổ đông. Phùng Tổng nghe xong vội vàng đến công ty, Ân Di lúc này vẫn đang trì hoãn thời gian vì Phùng Tổng chưa có mặt tại hiện trường. Lâm Tổng cố ý đẩy trách nhiệm về sự cố của công ty lên đầu Phùng Tổng và công khai tuyên bố mình giữ chức vụ chủ tịch. Các giám đốc dưới sân khấu đều bàn tán xôn xao và cuối cùng đều bỏ phiếu ủng hộ. Dù Phùng Tổng có đến, kết quả cũng không thay đổi. Phùng Tổng nói rằng mình đến đây là để gửi tặng Lâm Tổng một món quà chúc mừng. Hóa ra tất cả bằng chứng về âm mưu của Lâm Tổng đã nằm trong tay Phùng Tổng, thậm chí cả vụ tai nạn bất động sản của công ty cũng do Lâm Tổng gây ra. Lúc này, ông ta không thể biện bạch, Lâm Tổng không ngờ Phùng Tổng lại nắm giữ nhiều bằng chứng như vậy. Trong cơn tức giận, ông ta đã xé toạc tất cả các tài liệu. Lâm Tổng nói với Phùng Tổng rằng dù anh ta đang chiếm thế thượng phong, Phùng Tổng đã gọi cảnh sát đến. Lâm Tổng do đã làm quá nhiều việc vi phạm pháp luật nên tất nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Lâm Tổng vẫn đang chống cự, nói với tất cả các cổ đông rằng chỉ cần minh oan cho bản thân, anh ta sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Ân Di cũng nói, dù bây giờ Phùng Tổng chưa đủ tư cách ngồi vào vị trí chủ tịch, nhưng cô có thể chuyển nhượng cổ phần cho Phùng Tổng. Lúc này, cha của Ân Di từ trên lầu đi xuống, ông rất ngạc nhiên khi biết con gái muốn chuyển nhượng cổ phần cho Phùng Tổng. Ân Di nói rằng khi công ty sắp phá sản, chính Phùng Tổng đã tay mình cứu vớt cả công ty. Ân Di nhìn thấy những gì Phùng Tổng đã cống hiến cho công ty, cô đã sống cả đời theo sự sắp đặt của cha. Nhưng bây giờ cô muốn tự quyết định cuộc đời mình, vì vậy đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Phùng Tổng. Nhưng điều không ai ngờ tới là Phùng Tổng lại từ chức vị trí hiện tại. Trước kia trong mắt anh, hôn nhân chỉ là sự chia sẻ lợi ích chung, nhưng giờ đây anh mới nhận ra hôn nhân còn có nhiều ý nghĩa khác. Phùng Tổng quyết định sẽ sống cuộc đời mình mong muốn. Cha của Ân Di nói với Phùng Tổng rằng nếu bây giờ anh rời đi, anh sẽ chẳng có gì cả. Nhưng dù vậy, Phùng Tổng vẫn không ngần ngại mà rời đi. Hàn Khanh vừa về nhà thu dọn hành lý, nhìn những bức ảnh chụp chung với Phùng Tổng, trong đó chứa đựng quá nhiều kỷ niệm của họ. Nhưng khi Phùng Tổng đến nhà Hàn Khanh, cô đã rời đi. Có lẽ từ lâu rồi Phùng Tổng đã yêu Hàn Khanh, bây giờ anh cũng không muốn buông tay. Hàn Khanh đóng cửa sổ xe lại, đã đến lúc nói lời tạm biệt với Phùng Tổng. Cô tìm đến bạn thân, dự định sẽ ở lại đó một thời gian. Người bạn nhìn thấy tâm trạng không tốt của Hàn Khanh, nói rằng dù tình yêu không còn thì vẫn còn tình bạn. Không ngờ lúc này, Phùng Tổng lại tìm đến, anh trách Hàn Khanh vì không nghe điện thoại. Nước mắt tràn đầy trong mắt Hàn Khanh, cô quay lại nhìn Phùng Tổng, anh cũng rơi nước mắt. Phùng Tổng không muốn mất Hàn Khanh lần nữa. Phùng Tổng cuối cùng nói ra ba chữ anh yêu em mà anh chưa từng nói.
Từ đó, Hàn Khanh và Phùng Tổng hạnh phúc bên nhau. Phùng Tổng còn chuẩn bị nhẫn để cầu hôn Hàn Khanh và cô đã đồng ý. Hai người hạnh phúc hôn nhau rất lâu.